Ở đây là mẫu quạt bát mã nha. Mẫu quạt bát mã này. Mẫu quạt bát mã này nó có cái kích thước là 1m2 nhân 60 sâu 3,5. Rồi bây giờ mình chúng ta hãy đi vào xem mẫu xem là rồi mẫu bát mã mẫu bát mã này do mình cắt ghép nha. Mẫu bát mã này sau khi gia công xong thì rất là sắc nét. Sau khi gia công xong thì những chú ngựa này thì sẽ được giáp vàng. Để kiểm tra lại cái mẫu nha, nó có một chút cái vòng chỗ này thì mình sẽ lỗi một chút chỗ này, mình sẽ xóa nó đi. Đây là trong trong quá trình đổ màu ấy thì mẫu nó có chút lỗi này. Rồi mình sẽ đổ màu này. Shift giờ này không này. Rồi. Tương đối rồi đấy. Vẫn có một chút nữa. E này, cắt chân Z này, rồi mình sẽ bấm sâu nó xuống một tí nữa nhỉ. Mình sẽ đo này. Rồi. Từ đây này vào đây này, đấy, nó như vậy đến đây nó lên thì nó mới cân bên kia đúng không? Rồi tiếp tục đổ mẫu này, đổ màu này. Rồi. E này. Rồi chúng ta cũng thấy nó tương đối rồi đấy đúng không?
Rồi sau đó thì trả một tí đi là được. Rồi, mình sẽ hướng dẫn các bạn chạy giao cái quạt bán mã này. Mình sẽ xóa cái vector này đi. Rồi mẫu này cũng khá là VIP. Rồi mình sẽ quay nghiêng chúng này. 60 nhân 1m2 này, transform make some size này. Rồi. Mẫu này trong trong cái chương trình free mẫu luôn. Rồi. Các bạn chú ý theo dõi các cái video của mình làm nhé, thì nó cũng không có cái gì đặc sắc lắm, tuy nhiên thì về những các cái phương án chạy giao thì các video khác nhau hoặc là mẫu khác nhau thì mình sẽ cố gắng chạy làm sao cho nó hiệu quả nhất, truyền tải làm sao cho các bạn. Rồi an ba này chuột chuột trái này, check vào đây này, chuột trái phát nữa này, chuột phải này, để ngắt lệnh thì nó sẽ copy một trục đối xứng. Rồi mình sẽ cắt đi, join nó lại này, edit này, join này. Rồi, xem âm chưa, xong là ra chạy giao nhá. Rồi cho âm xuống đi. Rồi. Tiếp đến là cho mình sẽ copy cái đường giao này ra để mình chạy ra này. Cho nó xa hẳn luôn nhá. Rồi, đầu tiên chạy ra này. Vào counter này. Ở cái phần này thì mình cũng hướng dẫn qua này. Mình sẽ chọn counter group này. Nhóm chạy chị này. Thì bên trên thì nó cho phép mình chạy vector hở. Tức là những các cái đường dọc hoặc là đường chữ C hoặc là tức là vector không kín. Thì những các cái counter thì cho phép chúng ta chạy những các cái vector kín. Vector kín thì bao gồm những hình vuông này, hình tam giác này, hình tròn này, những các cái hình nối vào với nhau mà nó không hở thì là nó là vector kín. Ở lách bạch này, này. Mình sẽ cho ăn xuống không ly này. Mình sẽ lựa chọn giao phá để mình chạy ra, và độ dung size của giao thì mình cho nó lớn lên một chút, 0.5 đi. Rồi size down step mình cho đi không, tức là ăn xuống không đi. Rồi mình sẽ cho chạy ra. Rồi thì tiếp đó thì mình sẽ cho phá thô toolpath này. Hai này. Nếu các bạn mà tải về thì các bạn làm theo mình. Năm này. Thì sẽ hiệu quả. Mình cho ăn xuống 5 đi. Thường thì mình sẽ cho nó dịch ăn 4 và dịch 2. Tuy nhiên mình sẽ để 2,5 cho nó chạy cho nó nhanh. Rồi kết thúc.
À, các bạn chờ một chút nhé. Rồi tiếp đó chúng ta sẽ chạy tình này. Tune pad này. Rồi chạy tình su phê vinit này. Dao thì mình thích đúp vào này. Dao 6 này. 20 này. Ok này. 5 đi. 0.25 này. Thường thì mình sẽ là 0.2 cho nó nét nha.